Vâng, và em chính mới về được con 2000X. Con này em đấu eBay về, các bác thấy đồ đẹp luôn này, mới thiếu mỗi cái thùng xốp thôi. Thì bác nào mình đang có lo cổ và tìm một con Larry server và xuất âm tụ để khai thác những dòng loa cổ như là 77A, 88A, những dòng Pioneer, Mac Võng và những dòng loa Mỹ cổ, những dòng loa KLH, Advan, v.v. Thích chất âm của Sansui cổ và thiết kế gọi là quá là tuyệt vời đó. Thiết kế của dòng Sansui 2000X cổ điển và rất là hồi cổ luôn và rất là mới nha các bác. Con này cực mới đây các bác nào mà sưu tầm cuối năm nay. Giá nó 15.500.000 đã bao gồm phí ship nha các bác. Bác nào mình lấy thì liên hệ cho em Chiến nha. Đây là vỏ gỗ trên của em đó này. Con này về chung với con Equalizer các bác. Tí nữa em làm việc Equalizer để video để các bác cùng xem. Đây, đẹp tuyệt vời nha. Vẫn giá cũ cho các bác nha và luôn luôn bao ship cho tất cả các bác. Bác nào mình chỉ còn đủ thì em sẽ bớt 200.000, còn lại 15.300.000 đã bao gồm phí ship nha. Mới tuyệt đẹp cho cuối năm các bác nào mình sưu tầm được con 2000X này nha. Tí nữa vào bên trong các bác phải ngỡ ngàng vì vị đẹp của nó về hôm nay. Series số tiếng luôn nha các bác, 345. Đấy, tuyệt đẹp luôn. Tuyệt vời các bác, có thấy góc cạnh này. Con này mà có thùng xốp bỏ vào nó là hết bài các bác. Đặc trưng những dòng Sansui 2000X thì nó sẽ chạy 4 cầu điện các bác. Hiện tại là em nó đang để điện 120V, các bác có thể chuyển qua 100, 220, mở phía trong nó có thể chuyển các bác. Và là 200 loa, đánh AB và AB cộng. Các bác có thể đánh một lần hai cầu loa. Rồi. Nôm na lại là phía bên ngoài này nó gọi là 10 điểm rồi. Giờ đi vào bên trong thử gọi là 10 điểm nữa là em nó là hoàn mỹ nha các bác. Chỉ chờ các bác sưu tầm thôi. Vâng, đây là vị đẹp bên trong của con 2000X. Em mời tất cả các bác cùng chấm điểm. Thì phía bên trong như thế này thì được 10 điểm cho các bác. Đấy, hiện tại đang đến 120V. Để em chuyển qua 100V cho nó tiện các bác. Chúng ta lắc nhẹ nha là nó sẽ ra. Và hướng theo mũi tên nha các bác, mũi tên. Nghe đấy, đập vô đấy, trở thành 100V này các bác. Đấy, rồi ok. Đấy, bác nào mình sưu tầm con này gọi là đẹp nhất miền Nam hiện tại bây giờ đầu năm 2022, một con Sansui 2000X cập bến Việt Nam 2022, gọi là đẹp nhất Việt Nam chúng ta luôn đầu năm 2022 nha các bác. Đây con thấy đồ đẹp đó nha. Đây 4 sò xét cực kỳ khỏe của dòng Sansui. Đây là hai con tụ xuất âm cho mỗi vế nha các bác, hay là tụ nguồn. Đấy. Thay đồ đẹp luôn này. Ôi dồi luôn các bác, quá đẹp luôn. Rồi, con này là gọi là toàn mỹ rồi các bác. Đẹp không có một gọi là điểm nào mà chúng ta có thể điểm trừ được. Đấy. Đối với lên những chơi những dòng server mà của Sansui thì các bác cứ đến với em Chiến thì luôn luôn sẽ có hàng về. Và hàng thì các bác bỏ khỏi bàn rồi, đồ đẹp cũng như độ chất của sản phẩm. Đây các bác thấy này, nấm nút này nha. Mời các bác cùng xem luôn. Chiếu mỗi cái thùng xốp thôi nha các bác. 2000X thì em về rất là nhiều, nhưng mà thời gian về thì nó cách xa nhau khoảng là 10-15 ngày, 20 ngày. Tại vì những con này là con hàng đấu giá về các bác. Nó về từng con chứ không có nhiều nha các bác. Thì các bác nào muốn sưu tầm hàng thì cứ liên hệ cho em Chiến và theo dõi kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký kênh để luôn luôn được cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã dành thời gian xem con Sansui 2000X.